ta bài đầu tiên nha. Mệt mỏi lắm phải không em? Muốn được gần nhau cũng phải thu xếp biết bao công việc, và đau lòng nhất là phải tạo ra lý do không thật, gian dối vợ nhà, dội dã đến bên nhau. Em quá mệt mỏi, em mệt mỏi lắm rồi, lương tâm và trách nhiệm luôn dặn xe say rứt, vui thú gì đâu hẹn hò lén lút. Biết vậy mà còn không làm sao tránh khỏi được mà lật có tình tình sẽ lòng bao nhói, một phút lạc lắm cuộc đời kia mệt mỏi, hối hận muốn mà tất cả đã bằng không. Chìm trong đau khổ không thể tâm sự cùng ai cạnh ngộ của riêng mình. Bất chấp thị phi cũng vì một chữ tình, mặt với chồng con mạnh minh thinh dấu thêm bước chân ra đường bèn lẻn cõi lòng đau, cứ liên la liên lúc nhìn trước ngó sau, nhân hẹn gặp nhau mà xấu hổ dâng trào chót dương quan tình. Em phải biết làm sao buông bỏ được tình giàu dĩ gian. Anh nào khác gì em, trong lòng này chán ngán, hạnh phúc gia đình nức dạng cũng vì anh. Em còn mỏi âu lo cứ vậy quanh một mình không nhắc con dằn vặt cha lên tâm, nhưng làm sao buông bỏ khi nhân dĩ tình yêu vẫn còn đó đông đầy. Đừng nói bên kia tay cho em nhạc xa bày, rồi kẻ đó người đấy bóng hình em chập chờn chân chờ xót
anh hãy cố quên đi anh. Trước sau gì rồi cũng sẽ đổ bể. Đến nước đó chắc là em không sống nổi. Kim trong bọc mà giấu được bao lâu? Dù khéo giấu nhưng còn hai chữ để lại nỗi đau, lòng nghe chua xót nghẹn ngào, ngần lệ tuôn trào xót xa. Nhìn chồng con rồi nằm khóc một mình, cũng vì hai chữ ái tình đưa cuộc đời vào điêu linh. Trời ơi quan thiên làm sao một cuộc đời này tôi lòi dòng dài. Hãy đoàn tuyệt đi anh, dù quá đủ đau thương. Nói tiếng chia tay sao chẳng khỏi dâm dưng, nhưng phải chấp nhận cho đời bình lặng. Tâm tôi si mê rồi ngập tràn cay đắng, dính việc tình yêu dù chịu nặng lòng sâu. Lâu lắm em mới giao lưu của anh nè.